Ok, chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh channel của mình. Thì đây là video thứ hai hướng dẫn AutoCAD dành cho các bạn kinh tế xây dựng. Thì cái video thứ nhất là tôi chủ yếu là giới thiệu thôi, chém gió giới thiệu với các anh chị cho vui thôi. Còn đây là cái video thứ hai là chúng ta đi thẳng vào đó là những cái cần thiết dành cho các anh chị kinh tế xây dựng. Như tôi đã nói, kinh tế xây dựng thì các anh chị không được đào tạo nhiều về AutoCAD. Không có rành những các anh chị thiết kế đâu, mà các anh chị này là nhưng mà ra rất là qua chạm rất là nhiều phải là các anh chị làm bên dự toán thì gần như là phải mở được phải kết đọc rồi là phải thực hiện được một số cái thao tác cơ bản phục vụ cho công việc đo bóc khối lượng của mình. Thì cái video thứ hai này tôi tập hướng dẫn cho các anh chị cách gọi là xác định cái diện tích. Thế thì xác định diện tích thì chúng ta có thể xem ở những cái video số 4 và số 5 đó nè, số 4 và số 5 trong chuỗi những video dành cho các bạn không phải khối kỹ thuật làm bên pháp lý gì cả. Thì nó cũng có các cái lệnh như là lệnh area, lệnh tắc là AA chẳng hạn, rồi sử dụng resin chẳng hạn. Boundary, xin lỗi là boundary. Boundary là tạo ra một cái đường resin hoặc là một cái đường polyline. Sau đó chúng ta sử dụng lệnh list hoặc là property của nó, chúng ta có thể xem được cái thông số diện tích. Rồi chúng ta có thể sử dụng head để chúng ta xác định được diện tích của được là thông qua cái property của head. Ok, thế thì hôm nay cũng là hướng dẫn về cách xác định diện tích, nhưng mà nó đối với các anh chị kinh tế xây dựng á thì thôi tôi nghĩ rằng các anh chị nên biết một tại vì thỉnh thoảng chúng ta mới sử dụng, cho nên là chúng ta chỉ cần sử dụng cho tôi một cái lệnh này để chúng ta xác định được diện tích trong trường hợp mà nếu mà chúng ta không có đủ các cái thông số hoặc là cái hình dạng nó cái mặt bằng nó hơi phức tạp. Bởi vì khi xác định diện tích chúng ta thường hay tính mấy cái lắc nền hoặc là lắng nền đồ các bạn rất là nhiều khó nè. Việc xác định diện tích rất là phổ biến trong cái việc đo bóc khối lượng. Thế thì ở đây chúng ta lấy viết ra chúng ta ghi lại nè, ghi lại chúng ta phải ghi trong ghi là không nhớ đâu. Đầu tiên chúng ta sử dụng cho tôi cái lệnh polyline, có lệnh tag là BL, BL buffer các anh chị. Rồi bấm enter này, sau đó chúng ta đi bao cái vùng đó nè, bao cái vùng mà tôi thoát cái này ra cái này, tôi mặc lại cái chỗ row snap đó. Bây giờ các anh chị vào DS, bạn sẽ setting cho tôi thêm cái phần gọi là bất điểm của này để chúng ta dỡ thao tác, chứ không nếu mà chúng ta dùng như bên các anh chị bên những cái không phải có kỹ thuật mà làm lý cái chuỗi series đó thì tôi chỉ dùng cái bất điểm the endpoint bởi vì tôi muốn bắt cái điểm cuối thôi. Bây giờ thì tôi phải sử dụng thêm một cái chức năng nữa, một cái bất điểm nữa là intersection, chỗ giao nhau này. Rồi ok đó, các anh chị phải sử dụng được cái này không nè. Còn nếu mà các anh chị nào lười quá thì chúng ta có thể setting tất cả cũng được sao, nhưng mà lúc bắt điểm thì nó hơi rối mắt một xíu. Còn các anh chị nào muốn cho nó đơn giản thì chúng ta sử dụng cái DS này vào setting, rồi chúng ta chọn cái the endpoint và một cái intersection là được rồi. Intersection tức là cái bắt cái điểm giao nhau của hai đường thẳng. Ok nè, rồi bây giờ chúng ta thực hiện lại BL này, enter nè. Đây là những cái tường đúng không? Đó, tường ở trong là bàn gỡ tá lạ. Giờ nó bắt cái điểm giao nhau nè. Đây, chúng ta rờ gần bắt cái điểm chéo nè. Rồi chúng ta vẽ cái đường polyline bao hết. Đó. Đây. Ở đây chính hàng giao nè. Ở đây. Kéo qua tới đây đó à. Chúng ta cứ di chuyển chuột là các anh chị sử dụng cái con lăn của chuột đó là chúng ta đè xuống, chúng ta kéo con quẹn là đè xuống này, đè xuống là nó di chuyển kéo qua kéo lại cái phần con quẹn mình ra cái lần ben đây nhau này đó đây. Rồi, ta kéo về đây là chúng ta đã
tạo một cái đường polyline kính này. Chúng ta click vào, chúng ta thấy nó có một đường polyline kính nào. Đó. Khi mà chúng ta làm như thế này, khi vừa chúng ta vẽ một đường polyline như thế này, chúng ta có thể xác định được diện tích của cái khu vực mà chúng ta bao nó lại nè. Chúng ta vẽ đường polyline một cái đường gọi là đường ranh chẳng hạn. Rồi sau đó chúng ta có thể ứng dụng nó để chúng ta xác định được cái gì, cái chu vi á. Vì trong khi mà đo bóc khối lượng thì nó có một cái công tác gọi là lát, cái phần viền viền chỉ tường, gọi là cái đường gạch viền tường á. Thì chúng ta phải đo chu vi. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta sử dụng cái tính năng này, chúng ta vừa xác định được diện tích và chúng ta xem được hai cái thông số luôn, cái chu vi luôn. Thì sau đó là chúng ta sử dụng lệnh list. Thì các chị có thể, một là cái gì, chọn đối tượng trước, sau đó chọn cái lệnh list li enter đó. Bây giờ quan sát thấy có hai thông số này, diện tích này, chiều dài. Chiều dài tức là chu vi ạ. Thì chúng ta xem được cái phần diện tích đó nào. Đó, chỉ cần thế thôi. Thứ nhất là gì? Đầu tiên là các chị sử dụng cho tôi cái lệnh ds nè, ds này, vào graph setting, chọn cho tôi chi cái bắt điểm dn bond và intersection. Dn bond là cái điểm cuối của nè, điểm cuối của một cái đường thẳng nào đó. Và điểm intersection tức là hai cái đường thẳng giao nhau. Rồi sau đó nhấn ok nè. Rồi chúng ta sử dụng cái lệnh bơ polyline là bl này, enter này. Sau đó chúng ta cứ click chọn các cái điểm, các cái khu vực mà chúng ta muốn vẽ cái ra, cái khu vực mà chúng ta cần tính diện tích đó, chúng ta vẽ ra đó. Click cho đến khi nào nó tạo thành một cái region, một cái vùng khép kín là được. Sau đó ta kết thúc lần. Từ nay cứ nhấn enter là chúng ta kết thúc thôi. Thì sau khi xuống chúng ta tạo được một cái đường polyline như vậy rồi á, thì chúng ta sử dụng là list, list đó nè. Hoặc là ta chọn và chúng ta mở ra property cũng được. Đây, chọn cái đối tượng mở ra property thì chúng ta xem được cái thông số diện tích, rất là đơn giản thôi nè. Thì theo tôi thì các anh chị bên kinh tế xây dựng chúng ta chỉ nhớ như vậy thôi, để xác định được diện tích một cái khu vực nào đó mà nó có hình dạng phức tạp. Còn hình dạng đơn giản mà hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn gì đó thì các anh chị có thể sử dụng các cái công thức hình học để chúng ta tính. Chúng ta không cần phải vẽ vời đi chơi nó mệt nè. Còn nếu mà hình dạng nó phức tạp quá mà chúng ta muốn cho nó chính xác thì các anh chị có thể sử dụng con két mở file mềm lên, sử dụng cho tôi hai cái lệnh polyline và cách làm là list hoặc là property. Đó. Lưu ý như vậy là được. Ok. Còn các anh chị nào muốn mà xem thêm những cái phương pháp khác chẳng hạn thì chúng ta có xem ở đây. Ở cái video số 4 và số 5 thì nó có hướng dẫn, tôi đã hướng dẫn một các cái lệnh xác định diện tích rồi mình mới thừa đất. Theo tôi thì các chị cứ nên nhớ những cái lệnh đơn giản thôi, tại vì mình không phải là dân chuyên sử dụng CAD, không phải là chuyên thiết kế, và lâu lâu chúng ta sử dụng cho đúng mục đích thôi, chứ chủ yếu chúng ta xem và chúng ta tính, chứ chúng ta ít sử dụng CAD lắm. Chẳng qua là khi nào mà nó bí quá chúng ta mới sử dụng thôi, cho nên là các chị cũng đừng có học nhiều, nó sẽ bị rỗi của chúng ta thì không nhớ. Chúng ta nhớ vài cái lệnh mà nó cần thiết cho chúng ta đúng cái mục đích là được. Ta học chủ yếu chúng ta áp dụng, học là áp dụng chứ học mà áp dụng thôi vứt, theo tôi là cái gì vứt đi. Ok, thế thì cái video hôm nay kết thúc tại đây. Hy vọng rằng cái video số 2 này chuỗi series dành cho các anh chị kinh tế xây dựng nghe nó rất là ghê gớm, hy vọng rằng sẽ giúp ích nhiều cho các anh chị trong công việc. Nếu chị nào thấy mà tôi chia sẻ hữu ích cho các anh chị thì đừng quên ủng hộ tôi bằng cách đăng ký kênh và nhấn cho tôi một like hả nào, cho một lần like không có đáng giá gì cả, không mất anh chị, các chị không mất cái gì cả. Subscribe và like là nó không mất cái gì cho các anh chị cả, cho nên các anh chị có thể ủng hộ tôi bằng cách như vậy. Cảm ơn các anh chị rất nhiều và chúc cho các anh chị thành công trong việc.